Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô thế giới. Có 3 yếu tố quan trọng trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, chính là chất lượng, chi phí và giao hàng. Trong khi đó, thị trường ô tô tại Việt Nam chưa có sự ổn định về chính sách. Sản xuất nội địa còn thấp, khiến các nhà đầu tư còn do dự. Ngoài ra, do sản lượng nhỏ và tỷ lệ nội địa hóa thấp, nên chi phí sản xuất xe ở Việt Nam đang cao hơn xe nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước ASEAN khoảng 10 đến 20%. Chính những điều này đã dẫn đến ngành công nghiệp ô tô hiện nay của Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh. Các chuyên gia cho rằng, để đưa ngành công nghiệp ô tô phát triển, đòi hỏi chính phủ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước theo hướng rõ ràng, minh bạch và có lộ trình đủ dài để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Chính phủ cần sớm thông qua những định hướng, chủ trương như hỗ trợ đầu tư phát triển khuôn mẫu, mở rộng thị trường. Thì chủ trương, Bộ Công Thương đề nghị chính phủ là trình Quốc hội sửa đổi hoàn thiện các chính sách thuế, phí hợp lý để giúp doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước nâng cao tỷ lệ giá trị nội địa, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Trong đó là tập trung vào các mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Như là vừa rồi thì đã có cái đề xuất với chính phủ để giảm không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với cái phần giá trị tạo ra trong nước với thời hạn chính sách từ 5 đến 10 năm. Đồng thời đề xuất chính sách không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện, ô tô thân thiện với môi trường. Quy định các ưu đãi về việc chậm nộp một số loại thuế như là VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với điều kiện và thời hạn nhất định để tạo vốn lưu động cho doanh nghiệp cơ khí trong nước. Tính đến nay, ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước đã có hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hầu hết đều nằm trong tay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn doanh nghiệp nội vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, thiếu sức cạnh tranh. Vì vậy, cần có chiến lược định hướng hình thành một số trung tâm hay cụm liên kết công nghiệp ô tô tập trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại sản xuất. Đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở đào tạo thuộc mọi thành phần kinh tế để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường khả năng chuyên môn hóa. Thì chúng tôi sẽ đầu tư cái trung tâm nguyên vật liệu, rồi là thí nghiệm về vật liệu, rồi là các cái máy móc thiết bị lớn, cũng như là cái trung tâm R&D nghiên cứu phát triển và cái trường cao đẳng nghề của chúng tôi thì tập trung đào tạo chuyên sâu hơn, và đồng thời sẽ kêu gọi các cái doanh nghiệp nhỏ trong cái ngành cơ khí đến để tham gia cùng làm. Thì hy vọng rằng với giải pháp này thì công nghiệp hỗ trợ sẽ phát triển trong thời gian tới. Để phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô cần phải nâng cao năng lực doanh nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu, hỗ trợ tín dụng, tiếp cận vốn vay và gói tín dụng, hình thành các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn, thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI từ các tập đoàn sản xuất linh kiện hàng đầu thế giới. Thành công của cái ngành công nghiệp ô tô không bao giờ tách rời được với sự phát triển và thành công của cái công nghệ phụ trợ. Cái việc mà chúng tôi VinFast đề ra chủ trương là 60% nội địa hóa cái linh kiện của ô tô và 100% linh kiện của xe máy điện, thì chúng tôi đã có kịch bản và cùng có thể kêu gọi nhà đối tác quốc tế và đối tác trong nước để cùng nhau góp phần xây dựng cái thành đạt được cái kết quả này, và qua đó góp phần cho việc xây dựng phát triển ngành công nghệ phụ trợ của Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp hỗ trợ ngành ô tô ở Việt Nam mới chỉ sản xuất được những nhóm linh kiện đơn giản như khung gầm xe, thùng xe, vỏ cabin, cửa xe, xăm lốp, bộ tản nhiệt, dây phanh, dây dẫn điện, trục dẫn, vành bánh xe, v.v. và được đầu tư nhỏ lẻ, không theo chuỗi cung ứng. Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam, vai trò của chính phủ là rất quan trọng. Không chỉ là bàn đỡ mà phải tạo thuận lợi, kiến tạo để môi trường liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các doanh nghiệp FDI, liên kết các nhà cung ứng cùng tham gia công nghiệp hỗ trợ để tạo giá trị gia tăng. Và muốn được như vậy, cần có chương trình khuyến khích và kết hợp nhiều thành tố khác nhau như thay đổi tư duy, chính sách,
từ việc ưu đãi cho doanh nghiệp sang hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.